chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mạo Vật. Thì cái nhu cầu để in những cái chiếc thẻ nhân viên để mình có thể là chấm công vào hoặc là vào các tòa nhà, hoặc là những cái thẻ nhân viên mình có thể là ghi tên nhân viên, chức vụ hoặc là những cái thông tin của nhân viên đó lên trên cái thẻ này, cái nhu cầu in này đang rất là lớn. Thì mọi người đang phân vân không biết nên lựa chọn cái sản phẩm máy in nào để in ra được chiếc thẻ như thế này, hoặc là cái công nghệ in và cái nguyên lý in nó như thế nào. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy in có thể in được những chiếc thẻ nhân viên hoặc là những cái thẻ thân thiết khách hàng, có tên tuổi của khách hàng hoặc những như là mã số của khách hàng, số điện thoại, mọi cái thế này, thì mình tạo cho mình một sự chuyên nghiệp cho công ty cũng như là cái chuỗi hệ thống của mình, ví dụ như là chuỗi spa hoặc là những cái hệ thống cửa hàng bán lẻ để phục vụ tốt cho khách hàng. Trong video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu với mọi người một máy in thẻ đến từ hãng Jepra. Jepra là một thương hiệu rất nổi tiếng đến từ Mỹ. Nha mọi người, cái model mà em muốn giới thiệu với mọi người đó là model đó là ZC300. ZC300 đây là một model thay thế cho một dòng cũ hãng Jepra khác, có model cũ đó là ZXP Series 3. Thì nay em sẽ tiến hành đó là một đó là đập hộp, mở hộp ra mọi người xem về các chức năng cũng như là hình dáng bên trong của máy. Thứ hai đó là em sẽ tiến hành in thử cũng như là cung cấp cho mọi người một số tính năng nổi bật cũng như là cái nguyên lý in của nó như thế nào, và tiến hành in thử một vài cái thẻ cho mọi người xem về cái chất lượng in của máy, để mọi người có thể nhiều thông tin hơn, có thể biết để chọn lựa những cái dòng máy in thẻ phù hợp với lại nhu cầu của công ty mình. Và sau đây em sẽ tiến hành mở ra để cho mọi người xem về những cái phụ kiện đi kèm cũng như là thân máy, hình dáng bên ngoài của chiếc máy C300 này. Thì đầu tiên mọi người có thể thấy là đây là có một sổ. Sổ này thì nó sẽ hướng dẫn cơ bản cái lúc mà lắp đặt thẻ như thế nào cho chính xác, và một số lỗi ở trên đây. Đây, phía sau này là cách mở nguồn rồi cách kết nối USB và kết nối adapter máy để làm sao mình có thể làm máy hoạt động được. Rồi tiếp theo bên trong, hãng Jepra cũng rất là cẩn thận chuẩn bị cho mình là rất là nhiều loại đầu phù hợp với lại nhiều tiêu chuẩn khác nhau, ví dụ như là đầu ba chấu ở châu Âu hoặc châu Á thì cũng có thể là đã trang bị sẵn hết cho mình rồi. Nên đây là dây nguồn nha mọi người, ba những cái đầu này là dây nguồn. Rồi, trong có một dây kết nối bằng USB, thì máy có cổng giao tiếp của nó là cổng USB nha, có ở thành thêm là cổng LAN. Rồi đây là máy sử dụng adapter nha mọi người, adapter của máy 24V và 4.7A. Kèm theo đây là có một cái quyển sổ hướng dẫn về một số thông tin EU, Canada, một số thông tin an toàn của máy. Đây cũng có một cái sổ có rất là nhiều tiếng khác nhau, cũng là những cái thông tin an toàn của máy. Rồi tiếp theo em sẽ mở đến cái phần quan trọng nhất, đó là cái phần thân máy. Đây, máy được bảo quản đóng gói rất là kỹ càng nhé, xung quanh là được bao bọc bởi những cái tấm bìa cứng này để trong quá trình vận chuyển của mình thì máy có thể là được an toàn nhất, không tránh những cái sự va chạm không đáng có tạo cho. Đây mọi người có thể thấy là máy được bọc trong một cái bịt rất là đẹp nhé, mọi người có thể nhìn ra. Jepra là một thương hiệu rất là nổi tiếng về những cái chiếc máy in thẻ như là máy nào, và em sẽ mở ra nha. Đây là bên trong của máy. Đây là một chiếc máy mới, vừa mới đấy, của công ty Thế Giới Mạo Vật luôn nha mọi người. Việc đầu tiên em làm, em sẽ quay video clip đó cho mọi người xem trước ha. Đây, sau khi mở cái bịt phía bên ngoài ra mình thấy, đây các bạn có thể xem sơ qua về hình dáng bên ngoài của chiếc máy ZC300 này của hãng Jepra. Có thể là nhìn sơ qua. Thì đây mọi người có thể thấy là để em mở đây nha. Phía trên này thì đây là cái khay chứa thẻ. Có thể là cái khay này mình có thể là chứa được 100 thẻ. Còn dưới này là cái lúc mà thẻ in ra nó sẽ đổ vào đây. Mình có thể lấy ra hết toàn bộ. Cái khe thì mình có thể là chứa cùng lúc 100 thẻ nha mọi người. Đó. Rồi phía trên này đây là cái khay mình có thể mục đích để mình để đựng mực. Mọi người có thể thấy là hình dáng của chiếc máy ZC300 này thay thế cho dòng ZXP Series 3 thì
nó rất là nhỏ gọn hơn rất là nhiều nha. Phía sau này đây là cái cổng kết nối này, thì đây là cái cổng nguồn, cổng USB, đặc biệt là máy này có cổng LAN nha mọi người. Đây mọi người có thể nhìn hình dáng bên ngoài, màu bạc rất là đẹp nha, tinh tế. Cái ứng dụng của nó thì được phục vụ rất nhiều trong nhiều ngành, ví dụ như trong các trường hợp mình có thể là in những cái thẻ học sinh sinh viên, trong công ty thì in thẻ nhân viên, mình ta vào chấm công nó có thể in được trên thẻ trắng, thẻ proximity hoặc là thẻ máy xe mình cũng có thể là in được, hoặc là trong các hệ thống gửi cửa hàng thì mình có thể là in thẻ khách hàng thân thiết, trong phòng tập gym hoặc là trong các buổi spa để tạo thêm được những cái điểm cho khách hàng. Rồi thì em cũng so sánh với mọi người luôn về cái hình dáng. Đây mọi người có thể thấy đây là chiếc máy ZXP-CD3. Em cũng so sánh sơ qua về một số cái hình dáng bên ngoài ha. Rồi còn những cái tính năng bên trong thì em sẽ so sánh sau ạ. Mọi người có thể nhìn thấy đầu tiên đó là chiếc máy ZXP-300 của mình, đó rất là rõ và hơn nhiều so với dòng ZXP-CD3. Và thứ hai đặc biệt nổi bật là như mọi người này, mọi người có thể thấy là về cổng giao tiếp thì máy có cổng LAN. Đây là một trong những cái điểm mạnh của máy. Và cái thứ ba đó là cái khay đựng thẻ của máy thì máy có thể là sử dụng, máy có thể là in được nhiều loại thẻ khác nhau từ 10 mil đến 40 mil. Mọi người có thể nhìn nha. Đây là so sánh sơ qua một số cái hình dáng bên ngoài từ hai chiếc máy này. Đây là chiếc máy đời cũ ZXP-CD3, còn đây là chiếc máy ZXP-CD300. Thì bây giờ không để mọi người chờ đợi lâu thì em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem về cái khả năng in cũng như là chất liệu in của máy ZXP-300 này như thế nào. Em sẽ in test từ trên máy luôn nha mọi người. Có thể mọi người là có thể là kết nối USB hoặc là cổng. Cũng đang mình có thể là tạo một cái file thiết kế theo ý của mình để mình in. Bây giờ em sẽ thiết kế file in test. Thì trong quá trình in thì máy nó sẽ hiển thị quá trình in ở trên này. Mình chờ. Thì đây là một dòng máy có độ phân giải là 300 dpi, bộ nhớ khá lớn, đó là 2GB, lớn hơn rất nhiều so với dòng máy ZXP-CD3 thì có là đây cái thẻ vừa mới in ra đây, mọi người có thể xem nha, logo này, in ảnh về một cậu bé này, mã vật này, ID này, CD number, mọi tên tuổi rất là rõ nét nha mọi người, có thể thấy để ý là cái nền phía sau này, những cái chữ rất là đẹp, rất là nét này. Còn với cái nền phía sau cũng hiển thị rất là rõ này. Đây là chất liệu in của nó ha. Chất liệu in thì mọi người có thể nhìn bằng mắt mình thì có thể là tự đánh giá về cái khả năng in của máy này. Vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người về chiếc máy ZXP-300 của hãng Zebra này. Cùng kèm với đó thì em cùng giới thiệu một số chức năng cũng như là cấu hình nổi bật hơn so với cái dòng máy cũ của nó, đó là ZXP-CD3. Thì nếu mọi người cần biết thêm chi tiết hoặc là cần cung cấp thêm những cái thông tin để mình có thể là chọn lựa và ra quyết định mua một chiếc máy in thẻ để ứng dụng cho công ty hoặc là trong các trường học, trong các chuỗi hệ thống spa gym, tạo ra những cái thẻ thành viên học sinh cho chùa mình, thì mọi người có thể liên hệ tới số hotline 1900 3438 hoặc là có thể là truy cập vào trang web thegioimabat.com để được nhân viên Thế Giới Mạo Vật có thể là tư vấn cho mọi người thêm. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người có thể nhấn like và subscribe kênh YouTube của công ty Thế Giới Mạo Vật để không bỏ qua những video tiếp theo. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.